くお願いします。はい、ありがとうございます。Thiệt thói của mình đưa tiền giấy nhưng mà gom lại được hai cái đồng này, 500 yên với 100 yên. Nhìn hấp dẫn quá, đứng coi làm mà chạy nước miếng hết. Chào các bạn, thì mình đã về đến căn phòng. Thì đây chính là cái phần ăn Mexico mà mình đã mua lúc nãy trên xe di động. Thì ở Nhật mình cũng nói rồi đó, có rất là nhiều cái cách thức để mà chúng ta có thể mua hàng, mua bậy giống như Amazon rồi. Thì ở Nhật á, có rất là nhiều cái hình thức để mà chúng ta ăn trưa. Thì không chỉ là ăn ở tiệm, ở quán, ở konbini, cửa hàng tiện lợi, mà chúng ta có thể ăn trên những cái xe di động như thế này. Thì có rất là nhiều món ăn cho chúng ta lựa chọn. Thì đây là cái món mà mình đã mua lúc nãy. Thì mình sẽ mở ra. Dễ mở quá. Đó, thì chúng ta sẽ ăn dạng như bánh mì vậy các bạn. Tại vì ở ngoài nó có một cái lớp bánh nó bao lại, ở trong thì có cơm, rồi có thịt, rồi có cải. Thì lúc nãy các bạn cũng đã xem cái clip mình đã quay rồi á. Thì rất rất là ngon. Ngon.